Hôm nay, ngày 17 tháng 4 năm 2023, thứ hai, tuần thứ hai, phục sinh. Trích sách tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, sau khi được phóng thích, Phêrô và Gioan trở về cùng các anh em và thuật lại cho họ nghe tất cả những điều mà các thượng tế và kỳ lão đã nói. Vừa nghe thuật lại, họ đồng thanh các tiếng nguyện cùng Thiên Chúa rằng: là Chúa, Chúa là đấng tạo thành trời đất, biển cả và mọi vật trong đó. Nhờ Thánh Thần, Chúa đã dùng miệng tổ phụ chúng con là David tôi tới Chúa mà phán. Tại sao chi dân chấn động và các nước lại mưu đồ chuyện lún không? Các vua thiên hạ đều nổi dậy. Các thủ lãnh toa rập với nhau chống lại Chúa và đấng Kitô của người. Vì quả thật, tại thành Jerusalem này, Herode và phong Sio Philato đã liên kết với các dân ngoại và dân Israel mà chống lại tơ tớ thánh của Chúa là Đức Giêsu. Đấng Chúa đã sắp giàu để thực hiện những điều mà quyền năng vĩ định Chúa đã dự liệu từ trước và lại Chúa giờ đây hãy xem họ đang đe dọa và xin ban cho các tôi tới Chúa được đầy lòng tin tưởng rao giảng lời Chúa cùng xin Chúa giơ tay chữa lành các bệnh nhân, làm những dấu lạ và những việc phi thường nhân danh thánh tử của Chúa là Đức Giêsu. Khi họ cầu nguyện xong, thì nơi họ đang tập hợp liền chuyển động. Mọi người được tràn đầy thánh thần và tin tưởng rao giảng lời Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Phục cho tất cả những ai tin tưởng nơi chúa Tại sao chư dân chân đồng Và các nước mưu đồ chuyên lung công Các vua mặt đất cùng nổi dây Và bậc quân vương nhắc tệ Âm mưu khoan nghịch chúa Và đấng ký thô của người Họ nói đập tan xiềng sách chúng ta Gông cầm chung Hãy ném cho xa bọn mình phúc cho tất cả những ai tin tưởng nơi chúa đang ngự trên thiên đình cười nhau chúa mỉa mai cười chung bây giờ người phán bào chung trong cơn thanh nô và làm cho chung rối loạn trong cơn lôi đình nhưng ta đã đạt vương nhi ta trên núi sion núi thanh của ta phúc cho tất cả những ai tin tưởng nơi chúa ta sẽ truyền rao thanh chỉ của Chúa. Chúa đã phan bao cùng ta, con là thế tử của cha. Hôm nay cha đã sinh thành ra con. Hãy xin cha và cha sẽ cho con được chư dân làm phần sẵn nghiệp và tận cùng có đất làm gia tài. Con sẽ cai trị chúng bằng cây gây sắc như bình thờ gôm, con đem nghiền nát chúng ra phúc cho tất cả những ai tin tưởng nơi Chúa. Alleluia, Alleluia, các con hãy đi dặn dày muôn dân. Thầy sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, lại Chúa vinh danh Chúa. Khi ấy trong nhóm biệt phái có người tên là Nicodemus, một đầu mục của người Do Thái, ông đến thăm Chúa Giêsu ban đêm và thưa rằng: Lại thầy, chúng tôi nhận biết thầy là một vị tôn sư Thiên Chúa ủy phái đến, vì không ai làm được những dấu lạ thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người đó. Chúa Giêsu đáp: Thật ta bảo thật cho ông biết nếu không tái sinh bởi trời thì chẳng ai được thấy nước Chúa. Nicodemo thưa Chúa rằng: một người đã già làm sao có thể tái sinh? Không lẽ người ấy lại vào lòng mẹ mà sinh ra lần nữa sao? Chúa Giêsu đáp, thật, tôi bảo thật cho ông biết. Nếu không tái sinh bởi nước và thánh thần, thì không ai được vào nước Thiên Chúa. Sự gì sinh bởi huyết nhục thì là huyết nhục, và sự gì sinh bởi thần linh thì là thần linh. Ông đừng ngạc nhiên vì nghe tôi nói rằng các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi Ông nghe tiếng gió nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu Mọi kẻ xin bởi thần linh cũng vậy Đô là lời chúa Lạy chúa kỳ tô ngợi khen chúa Diễm Phúc được tái sinh làm con cái chúa Đức Giêsu đáp Thật, tôi bảo thật ông không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Gioan chương 1 câu 5 Suy niệm Một cảnh tượng gây tò mò Một cụ già và là bậc vĩ vọng trong dân Đó là ông Nicodemo Đang đêm như thể là lén lút đến gặp Đức Giêsu xu bằng luận với Ngài về những chuyện trên trời Doan chương 3 câu 12 Và còn lạ lùng hơn khi cụ già ấy được kêu mời phải tái sinh để có thể nhìn thấy nước Thiên Chúa. Chuyện lạ lùng đó là việc sinh lại bởi ân trên, nghĩa là sinh lại bởi nước và thần khí, điều mà bây giờ ông Nicodemo chưa hiểu, nhưng chúng ta đã hiểu đó là tái sinh trong bí tích rửa tội để trở thành con cái Thiên Chúa và gia nhập vào gia đình hội thánh. Mời bạn, bạn và tôi thật diễm phúc vì được mang một danh phận cao quý là con cái Thiên Chúa nhờ lãnh nhận bí tích rửa tội. Vậy mỗi người nhận biết ơn riêng Chúa ban để sống như người con hiếu thảo của Chúa. Đó là cuộc sống trong Chúa Giêsu Kitô. Như Thánh Phaolô tông đồ nói, Tôi sống nhưng không còn phải là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi. Thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Gà Lát chương 2, câu 20. Sống lời Chúa, dâng một lời cầu nguyện cho một người thân, một người bạn chưa có cơ hội được nhận biết Chúa và bạn hãy làm chứng tá cho Chúa qua cách sống của bạn. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận ra niềm hạnh phúc vinh dự cao quý được làm con cái chúa để con luôn cố gắng sống xứng đáng với danh hiệu Kitô hữu và cũng xin chúa giúp sức cho con để qua đời sống của con mọi người nhận ra hiệu quả của thần khí và ngợi ca danh chúa amen Trích suy niệm lời Chúa mỗi ngày Sợ được Đức Kitô Mẹ Teresa thành canh quý ta đã có lần kể lại như sau. Một hôm có một cô thiếu nữ đã tìm đến Ấn Độ để xin gia nhập dòng thừa sai bác ái của chúng tôi. Chúng tôi có một quy luật. Theo đó, ngày đầu tiên khi mới đến, tất cả những ai muốn sống với chúng tôi cũng đều được mời sang nhà hấp hối, tức là nhà đón tiếp những người sắp chết. Do đó, tôi đã nói với thiếu nữ đó như sau con đã nhìn thấy vị linh mục dân thánh lễ con đã nhìn thấy ngài sờ đến thánh lễ với chăm chú và yêu thương là dường nào con cũng hãy đi và làm như thế tại nhà hấp hối bởi vì con sẽ thấy chúa giêsu trong suốt ba tiếng đồng hồ tôi mới hỏi lại sự thể đã diễn ra như thế nào cô ta đáp như sau con vừa đến nhà hấp hối thì người ta mang đến một người vừa té xuống một khố sâu mình mẩy của người đó đầy những vết thương và buồn nhơ hôi thối con đã đến và đã tắm rửa cho anh ta con biết rằng làm như thế là chậm đến thân thể của đức kitô có lẽ chúng ta nên tự vấn chúng ta tin rằng tất cả mọi cuộc gặp gỡ với tha nhân đều là một cuộc gặp gỡ với chúa không đức tin của chúng ta có được diễn đạt qua cuộc sống hàng ngày không thánh lễ mà chúng ta tham dự mỗi ngày có được tiếp tục trong cuộc sống hàng ngày không Thánh thể là trung tâm của đời sống Kitô, bởi vì Kitô giáo thiết yếu là một sức sống. Người Kitô đến bàn tiệc thánh thể để tiếp nhận sự sống và năng lực cho mọi hoạt động của mình. Là trung tâm của cuộc sống, thánh thể được cử hành với đầy đủ ý nghĩa nếu việc cử hành đó gắn liền với cuộc sống. Các đức liên lạc với cuộc sống, tất cả mọi cử hành chỉ còn là những động tác lãng mạn viễn vông. Do đó, người Kitô sẽ mang đến bàn thờ tất cả cuộc sống của mình và múc lấy từ bàn thờ sức sống mới cho cuộc sống của họ. Hay nói cách khác, thánh thể là một thu gọn của một cuộc sống hàng ngày và một cuộc sống hàng ngày là một tiếp nối của thánh thể. Đức Kitô không những chỉ muốn chúng ta gặp gỡ nhau trong thánh thể và gặp gỡ Ngài trong lúc cử hành. Ngài còn muốn chúng ta gặp gỡ với Ngài qua tất cả mọi sinh hoạt và gặp gỡ khác trong cuộc sống. Bàn thờ trong dấu đường và bàn thờ của cuộc sống phải là một. Đức tin của chúng ta không chỉ thể hiện trong nhà thờ, nhưng còn phải được tuyên xưng giữa phố chợ. Từng giây từng phút của chúng ta phải trở thành một cuộc gặp gỡ với Chúa, từng cuộc gặp gỡ với tha nhân, nhất là những người hàng kém nhất phải là một gặp gỡ với Đức Kitô. Bài trích sách lễ sống.